Quý vị đã đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền IBC TV trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 10 giờ tối ngày hôm nay, Sử ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào. Như thường lệ, sau đây chúng tôi xin kính mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Erdogan cảnh báo Thụy Điển về căng thẳng quan hệ vì vấn đề hình nộm. Sĩ quan hải quân Na Uy hầu tòa vụ va chạm tàu chở dầu. Colombia bắt được nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công tố viên Paraguay. Tiểu bang Illinois cấm súng bắn tự động. Tiếp tục tìm kiếm 4 người bị mất tích tại hiện trường máy bay rơi ở Nepal. Bắt đầu sẽ là tin tức liên quan tới Na Uy. Xin mời quý khán giả đón xem sau đây qua phần trình bày của sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh. Sĩ quan hải quân Na Uy hầu tòa vụ va chạm tàu chở dầu. Một sĩ quan hải quân Na Uy sẽ hầu tòa vào hôm thứ Hai với cáo buộc sơ suất dẫn đến vụ va chạm năm 2018 giữa một tàu chiến do ông chỉ huy và một tàu chở dầu đã khiến cho tàu quân sự bị chìm. Các lực lượng vũ trang ước tính trong một báo cáo năm 2019, việc xây dựng một tàu thay thế cho khinh hạm Head Instead bị mất sẽ tiêu tốn với 13 tỷ crown, tương đương với 1,3 tỷ Mỹ Kim. Vụ va chạm vào sáng sớm giữa tàu Instead và tàu chở dầu thô Solar TS đầy tải gần một cảng xuất khẩu dầu lớn ở biển Bắc cũng đã khiến cho một số bộ phận sản xuất xăng dầu của Na Uy phải ngừng hoạt động. Không có rò rỉ từ tàu chở dầu, các thành viên của thủy thủ đoàn Instead gồm 137 người đã mô tả việc thức dậy vào lúc nửa đêm khi nước tràn vào cabin của họ và chuông báo động vang lên khi họ cố gắng cứu con tàu trong vô vọng, mặc dù họ chỉ bị thương nhẹ. Bị cáo là sĩ quan phụ trách phòng chỉ huy của tàu Instead vào thời điểm đó. Colombia đã bắt được nghi phạm liên quan tới vụ sát hại công tố viên Paraguay. Văn phòng công tố Colombia cho biết hai người đàn ông có liên quan tới vụ sát hại công tố viên Paraguay là Marcelo Pesci đã bị bắt giữ tại Bogota và Rio Negro vào thứ Bảy. Tổng công tố viên Colombia Francisco Barbosa đã nói anh em Andres Felipe và Raymond Emilio Perez Hoyos có liên quan tới việc lên kế hoạch giết ông Pesci. Truyền thông đã đưa tin hai anh em đã nhận tội giết người trầm trọng và mang theo vũ khí. Pesci, 45 tuổi, bị bắn chết trên đảo Baru gần với thành phố Catania ở Caribbean vào tháng 5 năm 2022 khi đang hưởng tuần trăng mật với vợ. Ông ta được biết đến với việc chống tội phạm có tổ chức và chính quyền Colombia đã chỉ ra băng đảng nhà tù Brazil là First Capital Command đã đứng sau vụ tấn công này. Erdogan cảnh báo Thụy Điển về căng thẳng quan hệ vì vấn đề hình nộm. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết chính phủ Thụy Điển nên vào cuộc sau sự việc hình nộm ở Stockholm để tránh gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia. Mối quan hệ giữa hai quốc gia có nguy cơ xuống thấp sau khi đoạn phim được chia sẻ trên Twitter bởi Ủy ban Đoàn kết Thụy Điển cho Rojava ám chỉ các khu vực của người Kurd ở Syria, cho thấy một hình nộm của ông Erdogan treo bên ngoài tòa thị chính thành phố Stockholm với một vài người đi qua. Trong bài phát biểu trên truyền hình được quay vào hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 1 và phát sóng vào cuối ngày Chủ nhật, ông Erdogan cho biết nếu chính phủ Thụy Điển không can thiệp vào tình hình, quan hệ giữa hai quốc gia có thể căng thẳng hơn nữa. Thành viên khối NATO Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập đại sứ Thụy Điển vào hôm thứ Năm về sự việc xảy ra sau nhiều tháng nỗ lực của Stockholm để giành được sự ủng hộ của Ankara, bắt đầu sau cuộc xâm lược của Nga và Ukraine vào năm ngoái. Tiểu bang Illinois cấm súng bắn tự động. Những người đam mê súng đã tham dự một buổi triển lãm súng tại Belleville, Illinois vào thứ Bảy, vài ngày sau khi tiểu bang thông qua lệnh cấm bắn nhiều loại súng bắn tự động phổ biến. Các loại súng trường, nhiều loại đạn dược, mục tiêu bắn và súng lục được bán tại hội chợ với sự tham gia của người dân địa phương, trong đó có cả nhiều cựu quân nhân. Nhiều người tham gia lệnh cấm gần đây gọi là vi hiến và chủ sở hữu của Asgun đã nói ông hy vọng nó không được thi hành, cũng như mong đợi Hiệp hội Súng trường từ bang Illinois sẽ đưa sự việc ra tòa và bãi bỏ lệnh cấm. Illinois đã cấm bán nhiều loại súng bắn tự động phổ biến có hiệu lực ngay lập tức để đối phó với vụ thảm sát trong cuộc diễn hành ngày độc lập ở công viên Highland năm ngoái lẫn những vụ xả súng hàng loạt khác tại Hoa Kỳ.
Luật mới được thống đốc Illinois là J.B. Pritzker ký vào tối thứ Ba cấm bán nhiều loại vũ khí tự động nạp đạn theo sau khi bắn, bao gồm súng trường bán tự động và súng lục có băng đạn có thể tháo rời. Luật này liệt kê hàng chục nhãn hiệu súng phổ biến do những nhà sản xuất súng Hoa Kỳ đã đưa ra. Súng trường chứa hơn 10 viên đạn và súng lục hơn 15 viên bị cấm, cũng như những loại phụ kiện bắn nhanh hay súng cỡ nòng 50. Tiếp tục tìm kiếm 4 người bị mất tích tại hiện trường máy bay rơi ở Nepal. Các viên chức cho biết lực lượng cứu nạn đã tiếp tục tìm kiếm vào hôm thứ Hai để tìm 4 người vẫn còn mất tích sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất của quốc gia Himalaya trong 30 năm qua. Jagannath Nirula, phát ngôn viên của cơ quan hàng không dân dụng Nepal cho biết một cuộc tìm kiếm hộp đen cũng đang được tiến hành, một máy ghi âm buồng lái và máy ghi dữ liệu chuyến bay, trong khi lực lượng cứu nạn tìm kiếm những người còn sống sót. Trước đó, tướng Krishna Prasad Bandari, phát ngôn viên của quân đội Nepal cho biết chiến dịch liên quan đến binh lính và cảnh sát đã bị đình chỉ khi màn đêm buông xuống. Vào ngày Chủ nhật, 68 thi thể đã được tìm thấy từ địa điểm máy bay rơi ở hẻm núi sông Seti ở quận Kaski. Một chiếc máy bay của Yeti Airlines chở 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã bị rơi khi đang bay từ Kathmandu đến Pokhara. Jagannath Nirula, phát ngôn viên của cơ quan hàng không dân dụng Nepal CAAN, từ chối phỏng đoán về số phận của 4 người vẫn còn bị mất tích. Theo thông báo của CAAN, có 15 người nước ngoài trên chuyến bay xấu số, bao gồm có 5 người Ấn Độ, 2 người Nga, 2 người Nam Hàn và mỗi nước Australia, Ireland, Argentina và Pháp có một người bị thiệt mạng. Thưa quý vị, như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại gửi đến quý vị những tin tức nổi bật liên quan tới tàu chở hàng từ Ukraine mắc cạn ở eo biển Bosphorus như thế nào. Hay chúng ta tới với việc đám đông la ó viên chức chính phủ dự tang lễ vị vua cuối cùng của Hy Lạp ra sao. Ngoại trưởng Trung Quốc đã gặp Tổng thống Ai Cập, Ngoại trưởng và người đứng đầu Liên đoàn Ả Rập trong chặng dừng cuối cùng của chuyến công du châu Phi bàn về vấn đề gì. Kính mời quý khán giả đón xem.